Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa TV. Cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Villarreal đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0. Khúc khải hoàn này đã giúp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cân bằng điểm số với Barca. Nhưng xếp dưới, do kém hơn về hiệu số và cũng đang thi đấu nhiều hơn một trận. Tất nhiên rồi, như thế có nghĩa là sức nóng đang phả sau gáy của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick rất lớn đấy. Ngay sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Real Madrid đã áp đảo đối thủ và tới phút 14, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Federico Valverde nhận bóng từ Luka Modric, tung ra cú dứt điểm từ xa quyết đoán. Bóng chạm vào một cầu thủ của tàu ngầm vàng, khiến thủ môn Diego Conde không thể cản phá. Villarreal cũng có một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1. Điển hình là cú đánh đầu trong vòng cấm của Nicolas Pepe ở phút thứ 16. Tuy nhiên, cú dứt điểm này lại không đủ chính xác khi bóng bật sang ngang ra ngoài. Bên cạnh đó, Jude Bellingham của Real cũng đã thử sức với một cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 37, nhưng tình huống dứt điểm đó đi chệch cột dọc. 1-0 là tỷ số cuối cùng ở hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Real tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Vinicius đã có cơ hội ghi bàn ở phút 70 khi tung ra cú dứt điểm từ bên trong vòng cấm. Nhưng rất đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, ngôi sao người Brazil đã xuất hiện trên bàn điện tử. Sau đường truyền của Valverde, Vinicius tung ra cú dứt điểm đẹp mắt từ xa, đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. 2-0 cho Real Madrid. Cả hai đội đều thực hiện rất nhiều sự thay đổi người trong quãng thời gian cuối trận. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Real giữ vững được chiến thắng 2-0 khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Đáng lẽ ra phải là một ngày vui trọn vẹn của Real nếu như không xảy ra chấn thương nghiêm trọng của Dani Carvajal. Phút bù giờ hiệp 2, hậu vệ người Tây Ban Nha va chạm với cầu thủ bên phía Villarreal ở sát đường biên dọc. Băng quay chậm cho thấy ở khoảnh khắc đội phó Real Madrid đang tung ra một cú ra chân để thực hiện đường truyền lên khu vực giữa sân, thì cầu thủ Pino của Villarreal đã đưa chân ngăn cản. Pha lao vào này có thể khiến cho bộ ống chén của Pino bị đá cho bay màu. May mắn cho cầu thủ này là anh không bị đá vào khu vực đó, nhưng Carvajal thì quá đen đủi. Tình huống này khiến hậu vệ của Real dính chấn thương đầu gối. Nhìn kỹ video quay chậm cho thấy cẳng chân của Dani Carvajal biến dạng nghiêm trọng, cong gần 90 độ. Sau cú va chạm cực kỳ mạnh, Carvajal hét lớn, đau đớn ở Santiago Bernabeu. Anh cũng đã khóc và lấy tay che mặt vì quá đau. Dani Carvajal đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Anh gục ngã xuống sân và không đứng dậy thêm. Sau sự chăm sóc từ đội ngũ y tế, anh rời sân bằng cáng. Theo thông tin từ Tây Ban Nha, Dani Carvajal đã phải trải qua các cuộc kiểm tra ngay lập tức để đánh giá tính chất và mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Dự kiến đây không phải là một chấn thương đơn giản, nhất là khi nhìn vào tình huống va chạm của anh với trường hợp của Pino. Hậu vệ Dani Carvajal năm nay 32 tuổi. Anh vừa vô địch Euro cùng đội tuyển Tây Ban Nha và anh vẫn đang là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Real Madrid. Khả năng nền tảng thể lực tuyệt vời, lên công về thủ ấn tượng, luôn giúp anh tạo ra sự khác biệt ở hành lang phải. Vì vậy, cảnh tượng anh đau đớn trên sân cỏ đã gây ra sự lo lắng cực kỳ lớn cho Real Madrid, ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Dani Carvajal đâu chỉ có chuyên môn, anh cũng là một thủ lĩnh tinh thần, một sản phẩm xuất sắc từ lò đào tạo của Real Madrid. Thế nên, thiếu vắng sự hiện diện của Dani Carvajal là tổn thất vô cùng to lớn trên nhiều khía cạnh. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti xác nhận cậu học trò người Tây Ban Nha gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Chiến lược gia người Italia chỉ biết chúc Dani Carvajal sớm bình phục mà thôi. Phòng thay đồ rất buồn cho Dani, chấn thương của cậu ấy có vẻ khá nghiêm trọng. Thật không may khi điều đó xảy ra với một cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp, Dani luôn đóng vai trò chủ chốt cho đội hình của tôi. Bác sĩ nói với tôi rằng đó là chấn thương đầu gối. Chúng tôi thì vẫn chưa biết chính xác là gì. Sẽ có thêm nhiều cuộc kiểm tra nữa. Giờ thì chỉ biết hy vọng chấn thương nhẹ nhất có thể và chúc cậu ấy sớm bình phục để trở lại thi đấu cùng anh em mà thôi. Vết đau lần này nhiều khả năng sẽ là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của Carvajal. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, anh chưa từng nghỉ nhiều quá 64 ngày bởi một chấn thương. Trước đó, Real cũng đã từng mất một ngôi sao hàng thủ vì chấn thương đầu gối, đó là David Alaba. Và theo cập nhật mới nhất, Dani Carvajal xác nhận anh đã bị đứt dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Trong khoảng 50% trường hợp tổn thương dây chằng chéo trước, các cấu trúc khác của đầu gối như dây chằng bên cạnh, sụn chêm đều có khả năng bị tổn thương. Bên cạnh đó thì số liệu thống kê còn cho thấy đứt dây chằng chéo trước phổ biến ở nữ giới hơn nam giới. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đứt dây chằng chéo trước sẽ khiến cho những tổn thương khớp gối của người bệnh ngày một nghiêm trọng hơn.
Và chúng ta đã biết rồi, trong thế giới bóng đá thì chấn thương liên quan đến dây chằng luôn là những chấn thương phức tạp nhất và nặng nề nhất. Quay trở lại với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, chúng tôi xin có một ít chia sẻ như sau. 1. Tình trạng lỏng lẻo của các khớp gối tăng dần và làm tăng nguy cơ rách thêm sụn chềm. Các thống kê cho thấy tỷ lệ người bị rách sụn ngay ở thời điểm đứt dây chằng chéo trước chiếm đến 1/3 trường hợp. 2. Lớp sụn nót Teflon nằm ở đầu gối thường bị tổn thương khi rách hoặc đứt dây chằng chéo. Tình trạng này sẽ làm gia tăng tốc độ tiến triển thoái hóa khớp gối. 3. Bệnh nhân sẽ cảm thấy rất đau đớn, thay đổi dáng đi do xương chày trượt về phía trước, nhưng dây chằng chéo không còn khả năng cố định lại. 4. Biến chứng nghiêm trọng nhất của tình trạng đứt dây chằng chéo trước chính là nguy cơ thoái hóa khớp gối sớm, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh theo thời gian. Tổn thương dây chằng chéo có thể để lại rất nhiều biến chứng cho khớp gối và sức khỏe tổng thể của người bệnh vì bị giới hạn khả năng vận động. Vì thế, bên cạnh việc quan tâm đến việc đứt dây chằng chéo trước bao lâu thì lành, tất cả mọi người bị chấn thương này đều cần phải chú ý điều trị càng sớm càng tốt để giảm bớt biến chứng do nguyên nhân chấn thương gây ra. Nếu các bác sĩ không chỉ định phẫu thuật, sau khoảng 3 tháng, dây chằng bị rách sẽ trở lên liền mạch trở lại. Tuy nhiên, trên thực tế thì dây chằng không thể tự lành, mà nó sẽ tạo thành mô sơ để sửa chữa tổn thương. Do đó, tuy không có rách, nhưng độ căng của dây chằng thì không còn được như ban đầu, dẫn đến chức năng của chúng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để giữ được sự ổn định, bạn có thể sẽ được khuyến cáo phải sử dụng nạm để tránh cho trọng lượng gây áp lực lên đầu gối, đeo nẹp để hỗ trợ và ổn định đầu gối, tập vật lý trị liệu để tăng cường sức mạnh của cơ bắp và phục hồi phạm vi chuyển động. Đối với những người chơi thể thao, sau khi mổ tái tạo dây chằng chéo trước, có thể phải mất từ 7 đến 9 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng cho các hoạt động trước đây. Trong quá trình hồi phục, người bệnh cũng có thể phải sử dụng nạm hoặc nẹp cố định đầu gối. Với trường hợp này, vật lý trị liệu cũng có vai trò rất quan trọng để phục hồi sau khi bị đứt dây chằng chéo trước. Các bài tập giãn cơ và tăng cường sức mạnh có thể giúp người bệnh giảm đau và sưng, linh hoạt và mở rộng phạm vi chuyển động của khớp gối, tăng cường sức mạnh cho khu vực quanh đầu gối và mang đến cảm giác cân bằng. Thưa quý vị, Lucas Vázquez có vẻ như là người sẽ khả năng thay thế Dani Carvajal ở vị trí hậu vệ phải trong thời gian ngắn. Nhưng Carlo Ancelotti cho biết Real Madrid sẽ phải đánh giá các lựa chọn của mình trong kỳ nghỉ quốc tế để quyết định xem liệu có muốn tham gia thị trường chuyển nhượng vào mùa đông hay không. Lucas mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Trong thời gian nghỉ, chúng tôi có thời gian để nói về tình huống này. Có tính đến việc thị trường đã đóng cửa và không có nhiều lựa chọn. Tệ hơn nữa, Dani Carvajal không phải là cầu thủ quan trọng duy nhất của Real Madrid rời sân vì chấn thương. Vinicius cũng đã rời sân ở phút 79 của trận đấu và được thay thế bởi Arda Güler. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết Vinicius bị đau thắt lưng nhưng không giải thích gì thêm. Vinicius đang bị đau lưng và sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra trong những giờ tới. Quá đen đủi cho Real Madrid, nhưng cũng đừng quên là mùa trước họ gặp một cơn bão chấn thương còn khủng khiếp hơn mà vẫn có thể vô địch La Liga lẫn Champions League. Thế nên, chúng ta hãy cùng chờ đợi vào tài xoay sở, liệu cơm gắp mắm và điều binh khiển tướng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.